Đây là vườn đào nhà Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đây các bạn ạ. Hỏng hết vườn đào, nước ngập luôn các bạn ơi. Đào hết sạch rồi thì lúa mấy sao ạ? Lúa thám xào coi như là trắng luôn. Hết sạch không có một cái thì một móng tay cũng không được mà. Đổ hết lúa này, lúa đổ hết rồi. Đây đoàn chúng em đang ở Phú Yên đây ạ. Chỗ này ngập hết rồi mọi người ạ. Có nhà ngập lên cả nóc nhà. Sân luôn này, về nhà đổ hết. Bên trong này cô đang đi làm. Giờ có các con đi học, bây giờ ướt hết rồi. Lật ra bây giờ là rách. Nước lên rất là cao, ta để luôn. Mọi người nhân dân đi ở vùng lũ thì sẽ vất vả đến mức nào. Nếu như có một người đồng thơm sẽ bay tận cho. Đây là đạo tràng em đang phát tâm hái rau nhé. Ruộng mùa rau muống nhà đạo hữu Minh rất là tốt. Đây các đại đang hái và đang cho rau vào để chuẩn bị mang về để nấu đồ đây. À, còn rất là nhiều rau. Đây là các đại em đang chở rau về nhá. Đây là buổi nấu ăn của các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng cứu trợ bà con bị ngập lụt ở thành phố Thái Nguyên ạ. Chiều hôm nay thì các Phật tử sẽ mang cơm vào cho người dân ở khu Ba Đa, công trình 4 và xóm Bình Dân thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ạ. Thưa quý đạo hữu, hiện tại đạo tràng Chốt Phổ Đại Thái Nguyên chúng em đã đóng được 300 suất bánh mì và chúng em bây giờ là chúng em chuẩn bị để vận chuyển lên trên Phú Lương hỗ trợ các bà con ở trong vùng lũ mà bây giờ đang vẫn còn bị cách ly. Chúng em phải đi xuồng và trong đó thì mới tiếp cận được đến những hộ dân ở trong đó bị cô lập ạ. Bé đi cái nào, bé sang xe bên kia để cùng vào kìa. May là mình lại còn có liên hệ được để mà có thuyền để mà vào đấy. Chúng em phải đi thuyền thì mới vào được đến trong nhà dân ạ. Đây là nước lũ ngập này, ngập hết nhà rồi. Đây hôm nay tất cả các đạo hữu đạo tràng Minh Bảo Việt Yên Bắc Giang nha. Có một chút gọi là công sức để mình giúp bà con trong khu bão lụt nha. Trong Bình Dân, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, các đạo hữu đạo tràng Phái Trần Trung Thành Thái Nguyên đang phát cơm cho bà con bị ngập. Chỗ này là 80 suất đấy các đạo hữu ạ. Cháu cảm ơn các cô các bạn. Tại là chúng em đã đoàn đã mang cơm xuống đến trường đại học kinh tế. Đây là chúng em và một hộ nữa ngập hết nhà, đồ đạc này khóc hỏng hết rồi, còn gì. Gia đình cố gắng khắc phục khó khăn nhất. Và gia đình cũng có nhiều hơn. Vâng ạ. Tôi cố gắng nhau nhé. Vay vốn ngân hàng gần 1 tỷ đấy. Mà bây giờ tôi nổ hết rồi, anh chỉ biết khóc mà không biết làm kiểu gì được nữa. Giữ lấy quê hương đẹp giàu. Và hãy cùng nhau đưa khát vọng vươn cao.
đi cứu cha bà Hằng lên xe rồi mọi người ơi.